Mời quý vị theo dõi tiếp một họp thư truyền hình. Vị khán giả đầu tiên chúng tôi trao đổi là ông Lê Văn Thành ở xã Long Thạnh, Quỳ Giới Lợi. Thư ông hỏi. Mảnh đất của gia đình tôi nằm phía sau đất hàng xóm nên phải đi qua nhà của người này. Gần đây gia đình tôi và gia đình hàng xóm có mâu thuẫn nên họ không cho gia đình tôi sử dụng lối đi này nữa. Tôi muốn hỏi gia đình hàng xóm có quyền ngăn cản không cho tôi sử dụng lối đi này hay không? Hiện gia đình tôi muốn gửi đơn yêu cầu ủy ban nhân dân xã giải quyết có được không? Xin chào ông Thành, tại điều 254 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về quyền lối đi như sau: Chủ sở hữu có bất động sản bị dây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản dây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ. Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm lợi ích của bất động sản bị dây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Căn cứ quy định trên, nếu nhà ở của gia đình ông bị dây bọc bởi các nhà ở khác và không có lối đi nào để ra đường công cộng thì có quyền yêu cầu nhà hàng xóm tạo điều kiện để gia đình ông có lối đi. Vị trí giới hạn chiều dài, chiều rộng của lối đi do hai bên thỏa thuận bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên. Nếu họ không đồng ý, gia đình ông có quyền yêu cầu quỹ ban dân xã xem xét quà giải. Trường hợp không có kết quả, ông có thể khởi kiện ra tòa án để giải quyết. Cùng thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, chúng tôi có nhận được thư của ông Nguyễn Hải Sơn, ngụ ở phường 5, thành phố Bạc Liêu. Nội dung thư ông hỏi. Gia đình tôi có mảnh đất thổ cư diện tích hơn 150m2, Sắp tới tôi muốn tách thửa đất này ra cho vợ chồng con trai một phần để cất nhà riêng. Tôi muốn biết về điều kiện để được tách thửa đất thổ cư hiện nay được quy định như thế nào. Kính thưa ông Sơn, theo quy định của luật đất đai cũng như các nghị định thông tư của chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc tách thửa thì điều kiện trước tiên để được tách thửa là đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp đến là phải đáp ứng về hạn mức diện tích tối thiểu để tách. Theo khoảng 31 điều 2 Nghị định 01 trên 2017 của Chính phủ, thì Quỹ ban dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Cụ thể, căn cứ quyết định số 26 của Quỹ ban dân tỉnh Bạc Liêu ban hành ngày 5 tháng 11 năm 2018 quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa như sau. Đối với đất ở thuộc phường thị trấn nếu thửa đất là bộ phận cấu thành của cả giải phố, diện tích tối thiểu tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 25 m vuông. Trường hợp thửa đất đơn lẻ, diện tích tối thiểu tách thửa đất mới và thử đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 50 m vuông. Đối với khu vực xã, diện tích tối thiểu tách thửa đất mới và thử đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 60 m. Như vậy, nếu mảnh đất ông sau khi tách thửa và còn lại đáp ứng các điều kiện theo quy định trên thì được phép tách thửa ông có thể liên hệ với cán bộ địa chính thuộc Ủy ban dân phường nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể các thủ tục theo quy định. Chúc yêu cầu của ông sớm được giải quyết. Chị Võ Quỳnh Hương, ngụ ở xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, gửi thư về chương trình hỏi. Trước khi kết hôn với nhau, chồng tôi có mua một mảnh đất và căn nhà Hiện tại chồng tôi muốn đưa số tài sản này vào tài sản chung của vợ chồng nên muốn bổ sung tên của tôi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải làm hồ sơ và thủ tục như thế nào? Mong chương trình tư vấn. Xin chào chị Hương, căn cứ khoảng 1 điều 46 luật hôn nhân và gia đình quy định thì vợ chồng có quyền nhập tài sản riêng của mình vào tài sản chung. Tài sản riêng được hiểu là những tài sản mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn hoặc được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân việc nhập tài sản riêng của vợ chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng. Như vậy tài sản riêng của vợ hoặc chồng sau khi được nhập vào tài sản chung sẽ thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Do đó, nếu chồng chị muốn nhập tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung thì có thể làm thủ tục bổ sung tên chị vào trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Về thủ tục, theo khoảng 2 điều 7 thông tư số 33 ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định 01 của Chính phủ quy định thì hồ sơ nộp khi chuyển quyền sở hữu tài sản của vợ hoặc chồng thành tài sản chung của vợ chồng gồm có đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, văn bản chuyển quyền sở hữu tài sản của vợ chồng thành tài sản chung đã được công chứng chứng thực, bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cứ công dân của vợ chồng, hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc quỹ ban dân cấp xã nơi có đất, Giờ thời hạn giải quyết theo quy định là không quá 7 ngày, trường hợp cần đo vẽ lại bản đồ thì không quá 50 ngày. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của ông Nguyễn Quang Tùng, nhà ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Thư ông hỏi. Tôi muốn biết theo quy định của pháp luật hiện nay thì những người đứng ra tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí sẽ được nhà nước bảo vệ như thế nào để đảm bảo an toàn cho người tố cáo? Thưa ông Tùng, để bảo vệ cho những người tố cáo tham nhũng, vừa qua Bộ Công an đã ban hành thông tư số 145 trên 2020, quy định thẩm quyền trình tự thủ tục biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng lãng phí. Và thông tư này đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2021. Theo đó, những người được bảo vệ gồm người tố cáo về hành vi tham nhũng lãng phí và cả người thân trong gia đình như vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo cũng được bảo vệ. Khi nhận được đề nghị và xét thấy có căn cứ về tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay lập tức do việc tố cáo thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo kịp thời đề nghị, yêu cầu cơ quan công an cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. Và ra thông tư của Bộ Công an cũng quy định Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, cơ quan công an có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ không chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. Trong trường hợp, họ tự đề nghị chấm dứt, từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ. Ông Bùi Giang Đồng, ngụ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải hỏi. Tôi muốn biết để được bầu và giữ vị trí trưởng khớm mất, thì cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện ra sao? Trưởng ấp được hưởng các chế độ như thế nào theo quy định? Xin chào ông Đồng, về câu hỏi của ông, chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại điều 11 thông tư 04/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thì tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn hoặc trưởng ấp phải đạt đủ các tiêu chuẩn như sau. Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở ấp, tổ dân phố đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm. Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. Theo quy định, nhiệm kỳ của trưởng ấp là 2 năm rưỡi hoặc 5 năm do Ủy ban dân cấp tỉnh quy định thống nhất và phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương. Còn về chế độ được hưởng, do là đối tượng hoạt động không chuyên trách nên họ không được hưởng lương mà chỉ nhận một khoản phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Bà Nguyễn Thị Thu Dung, ngụ ở phường 7, thành phố Bạc Liêu, có thư về chương trình thắc mắc. Vừa qua, chồng tôi bị công an lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi ra đường không có lý do chính đáng khi địa phương đang thực hiện giãn cách. Hiện tại, hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, không có khả năng nộp phạt. Vậy có được xem xét giảm hoặc quản nộp phạt hay không? Thưa bà Dung, tại Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định, việc miễn giảm tiền phạt áp dụng đối với các cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, quả quạng, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập làm việc. Ngoài ra, khoảng 1 điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 cũng có quy định về quản thi hành quyết định phạt tiền áp dụng khi có đủ các điều kiện sau. Cá nhân bị phạt tiền từ 2 triệu đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 100 triệu đồng trở lên. Cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, quạ, quả hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, có xác nhận của Ủy ban dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập làm việc. Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tuyến quyền trở lên. Cá nhân tổ chức phải có đơn đề nghị quản chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét quyết định quản thi hành quyết định xử phạt đó thời hạn quản thi hành quyết định xử phạt không quá 3 tháng kể từ ngày có quyết định quản như vậy nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên chồng của bà có thể được xem xét giảm miễn tiền nộp phạt